Từ đầu năm đến nay, xăng dầu trong nước liên tục lập đỉnh giá mới. Riêng trong tháng 5 và 6, mặt hàng này đã có 6 phiên tăng liên tiếp. Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, chưa kịp phục hồi, thì việc giá xăng dầu liên tục tăng cao được nhận định sẽ gây ra tình trạng lạm phát, đồng thời gia tăng áp lực đối với quá trình phục hồi kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, lĩnh vực cũng như đời sống của người dân. Hàng loạt doanh nghiệp giao thông vận tải chưa kịp gượng dậy sau 2 năm vật vã với COVID-19. Nay lại phải đối mặt với giá xăng dầu tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Cước vận tải bên đường bộ này nó cũng không lên gì hết, nên là chạy là cũng như cũng lời cũng không bao nhiêu hết, vì nếu mà thuê tài rồi còn ít phí đồ bảo trì đường bộ rồi đủ thứ. Trong hoạt động vận tải logistics đường bộ, nhiên liệu chiếm phần lớn chi phí vận hành các loại xe container, xe đầu kéo. Bên cạnh đó, mỗi đầu xe còn phải đóng thêm nhiều loại chi phí khác như bến bãi, phí bảo trì đường bộ BOT. Theo các doanh nghiệp, hợp đồng vận tải hàng hóa thì ký theo năm, trong khi giá xăng dầu tăng theo ngày khiến họ khó có thể cân đối chi phí sản xuất và chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Giá dầu tăng theo từng ngày dẫn tới chi phí ảnh hưởng trực tiếp rất lớn. Đơn cử như là có những khách hàng là chúng tôi không thể tăng giá bởi vì là hợp đồng chúng tôi đã ký nguyên một năm hoặc thậm chí là quý 6 tháng chúng tôi mới tác động về việc tăng giá được. Báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm 2022 tại Đà Nẵng chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng riêng mặt hàng xăng giá đã tăng 60% so với cùng kỳ, trong khi xăng dầu chiếm gần 40% tổng chi phí nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phải thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi tiêu, nỗ lực kiềm giá hàng hóa trong điều kiện sức mua của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi. Và có thể khẳng định đến thời điểm hiện nay thì chỉ số giá CPI và lạm phát cơ bản của chính phủ cũng như của Đà Nẵng thì vẫn nằm trong cái sự kiểm soát. Tuy nhiên chúng ta phải có những cái chính sách kịp thời để mà kiềm chế cũng như là ổn định tình hình thì cái phục hồi kinh tế nó mới đúng như kỳ vọng. Khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy và khôi phục nền kinh tế trước tác động nặng nề của dịch bệnh. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn kép từ giá nguyên vật liệu tăng, giá xăng dầu thế giới chưa ngừng biến động, tất cả sẽ là thách thức lớn không chỉ đối với các thành phần kinh tế mà còn đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước.